Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video thả diều sáo của Tiến nhá. Các bạn ơi, hôm nay Tiến đã lột xác cho siêu phẩm diều sáo của Tiến. Đấy, từ áo ly lông, hôm nay là áo rip top luôn các bạn nhá. Vải rip top luôn các bạn ạ. Đấy. Áo thì tự thiết kế luôn. Còn cái phần ở bánh lái này các bạn này, đấy là Tiến chưa làm được, vừa lấy Tiến xịt sơn nó đen đẹp hết luôn, nhưng mà chạy xe các bạn, chạy xe gió to quá nên là văng mất cái miếng sơn xịt ở đây rồi. Hôm bữa thì Tiến thả quả diều này ấy, áo nó màu trắng ấy các bạn, nên là thả lên cao thì quay nó mờ quá, nên là Tiến về tìm được cái miếng vải rít tốp bữa trước Tiến làm quả diều sáo quả đen 2m1 đấy các bạn, nên là còn một miếng vải này, nên là Tiến hôm nay Tiến đã thay cho cái áo, thay cho cái quả diều này luôn. Không biết là khi mà thay áo mới thì diều này sẽ bay như thế nào. Thì một ít phút nữa thôi Tiến đợi gió tới và Tiến sẽ thả test lại cho các bạn coi, coi là quả diều này bay khi mà thay áo rip top thì sẽ bay như thế nào các bạn nhá. Hôm bữa thì cũng test cho các bạn coi rồi. Đấy, 90cm các bạn nhá. Đèo sáo hai quả siêu to khổng lồ. Hai quả siêu to khổng lồ. Bữa trước là thả là bay rất là ok luôn các bạn ạ. Những bạn nào mà thích làm quả diều này ấy, thì các bạn tham khảo video Tiến chia sẻ cách làm chi tiết quả diều này, Tiến để trên góc phải của màn hình các bạn nhé. Hôm nay Tiến hôm bữa chứ, hôm bữa là Tiến Tiến mua được dây thả rồi các bạn. Dây dù quả 90 phân này là Tiến thả dây dù 0.3 các bạn nhé. Đấy, dây này nó to, phải nói chung là dây chỉ khâu ấy, Tiến mua ở chỗ bán chỉ ấy các bạn. Các bạn cứ bảo người ta dây khâu bạc là người ta bán cho các bạn loại dây dù 0.3 này này, thả là vừa in quả diều này luôn. Đấy, siêu phẩm. Hôm nay Tiến ra bãi thả rất là sớm, 1 giờ mới có 2 giờ thôi. Hy vọng là một xíu nữa sẽ có gió tới, Tiến coi là khoảng 3 giờ các bạn, 3 giờ là có gió thì ra sớm một tí ngồi nghỉ mệt với lại quay ráp diều quay cho các bạn coi. Tiến cũng cầm cả quả diều lắp ghép ra đây ấy, nếu mà có gió to thì Tiến thả quả đế cho các bạn coi luôn nhá. Bữa giờ thì mất gió lâu quá các bạn ơi, chú Tiến làm mất gió lâu lắm. Bữa giờ thì không được nghe âm sáo rồi các bạn ạ. Nên là hy vọng là 1-2 hôm nữa thì sẽ có gió to để Tiến thả diều sáo cho các bạn nghe. Còn bộ còng sấm ở trong Tiến chưa test được âm nữa. Rồi bây giờ sẽ di chuyển vô trong kia ngồi cho nó mát một tí các bạn nhá, để đợi gió các bạn ạ. Nắng lắm, vẫn nắng lắm và vẫn im re à, không có một cái ngọn gió nào luôn. Nắng quá các bạn ơi, may là ở đây có cái bóng cây này che, còn có chỗ lúp các bạn ạ. Chứ không là nắng ghê lắm, đang há mồm. Tiến cảm nhận gió đang chuẩn bị tới rồi các bạn nhé. Cây cũng hơi nhúc nhích rồi. Quả diều này thì không cần phải gió to, diều này chỉ cần gió 12 là lên thôi. Mà gió thì càng to càng đã các bạn ạ. Hôm nào Tiến đang đợi gió to để Tiến test cái sức chịu được của quả diều siêu phẩm này của Tiến các bạn nhé. Trời hôm nay nắng trong xanh luôn các bạn ạ. Trời này mà có một tí gió thả diều lên quay thì đã lắm. Với cái áo màu đen này nữa thì quay thì lét lẹt luôn, lét như xô ly luôn các bạn ạ. À, những bạn nào mà thích làm sáo xốp thì các bạn tham khảo video Tiến chia sẻ trên góc phải của màn hình các bạn nhé. Sáo xốp thì kêu các bạn làm ok là kêu đã lắm.
Tiến làm mấy quả sao xốp kêu tuyệt vời luôn, kêu to y sao gỗ luôn các bạn. Hy vọng là xíu nữa có gió thì Tiến thả quả này lên nó sẽ bay giống như hôm bữa các bạn nhé. Hôm bữa may áo trắng thì nó bay cái đó là ok luôn, bay rất là đậu luôn. Hôm nay thay áo mà không biết như thế nào, Tiến thay cái áo này nó nặng hơn, Tiến cảm nhận là nó nặng hơn cái ly lông ấy các bạn ạ. Áo này nó nặng hơn cái ly lông trắng nhiều luôn ấy, không cũng nặng hơn không nhiều đâu, vừa vừa thôi. Nhưng mà may cái áo này thì cảm nhận là cái cánh diều ấy nó cụp vô một tí các bạn. Đấy, Tiến may may cái áo này nó hơi căng căng một tí này, nên là cái cánh diều hôm nay nó hơi cụp hơn hôm bữa đấy. Đấy, đợi gió một tí các bạn nhá. Thấy ngọn cây bên kia bắt đầu lung lay rồi. Rồi, răng diều răng dây ra là vừa các bạn nhá. Lên diều thôi, gió tới rồi. Rồi bây giờ sẽ lên combo siêu phẩm siêu VIP Pro của Tiến các bạn nhá. Combo diều sáo siêu VIP Pro. Nắng quá các bạn ạ, nhưng mà gió tới rồi, chiến thôi. Trời này mà thả lên được thì quay diều thì bao đẹp luôn. Đây, để Tiến đặt diều ở đây các bạn nhá. Diều này thì thả đơn giản rồi. Đây, đặt đây. Để coi là thay áo mới thì siêu phẩm của Tiến sẽ bay như thế nào các bạn nhá. Gió to lên đấy. Lên nào. Ngược gió là các bạn ơi, ngược chiều gió rồi. Lại các bạn nhá. Các bạn ơi lên lại nhá, tự dưng gió đổi chiều cái là trời sầm hết lại luôn các bạn ạ. Khả năng không biết là có mưa không. Mây kéo tới rồi. Lên lại chiều vậy. Các bạn ơi, cuối cùng thì đã lên rồi. Ui dồi, gặp đèo. Ui gặp đèo. Ừ, may quá. Phát rồi. Rồi, ok. Để quay diều cho các bạn coi nhá. Thả dài dây ra một tí cho lên trên gió đây, đỡ rớt. Rồi, ok luôn. Diều bay đứng ở phía trên rồi các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu gió đều đều rồi, nhưng mà gió này chỉ đủ để thả quả diều nhỏ này thôi. Còn quả diều sáo to kia của Tiến thì không thả được, gió này không thả được. Bữa nay mang cả còng sấm ra nhưng mà không thả được các bạn ạ. Để thả siêu phẩm này cho các bạn coi. Thay áo rip top để nhìn rõ nét luôn đúng không các bạn? Nhìn rất là rõ diều. Tiến sẽ buộc diều ở đây các bạn nhá. Đấy. Cho diều bay thôi. Đấy, cây hoa đẹp thật các bạn.
Sao thế kia? Xong rồi. Gặp cơn gió độc các bạn nhá. Diều trao đảo chục vòng. Gần nhau xuống ruộng luôn. Bây giờ lại lên lại rồi. Ok là gió bắt đầu đẹp rồi các bạn ạ. Thỉnh thoảng có cơn gió giật một tí. Nhưng mà không sao. Ok. Gần tối rồi, giờ gió quá đẹp các bạn ơi. Gió to và rất là đều. Diều bay quá đã luôn. Wow. Thả tới tối luôn các bạn nhá. Tiến đã cuộn xong diều rồi các bạn nhá. Cuộn xong diều là trăng lên luôn. Cái cuộn dây này nó nhỏ, cái cuộn nhựa trong nó nhỏ các bạn. Khi mà Tiến thả dài dây thì cuộn lâu, thật là lâu luôn. Rồi, có lẽ là Tiến xin phép kết thúc video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo tiếp theo của Tiến nhá.